Rồi mình chèo luôn. Nãy giờ ló tay. Ấy ông, ủa mày ấy thuốc chưa? Bu từ dưới đi, đè leo động lắm rồi đó. Vũ vô tay nè. Ừ, mấy một vô tay mấy cái. Dính chưa? Ủa này sao mà nó dữ dữ ta? Không, mình leo động á. Cái giờ leo nhẹ nhàng leo có nổi. Ờ, để tao leo nhẹ nhẹ leo không không nổi luôn, muốn không nổi luôn. Đó, ủa ông cục đen đen nằm trên này. Uống thuốc, này sao chị diễn coi. Này, ổ đen ngay, ổ ông ngoài chỗ này nhớ bạn. Đó. Mình chút viên đọt luôn. Bập thuốc khói nghi ngút đây. Quá trời, quá trời cái đất à. Ừ. Nó quằn không? Nó quằn cái đọt ghê lắm. Bẻ luôn cái đọt xuống được không? Quá mệt. Có ai coi cho mình không? Chắc mình dở quá. Cũng già nhưng mà cùng mặt còn ngon lắm. Quơ, gió nó quơ cái đọt ghê lắm. Cái chân đứng lên ạ. Bụp bụp khói vô đây, rồi cắt lẻ xuống. Đó, gió cái đẩy đi luôn á. Chụp khói vô không trước đi. Gió đưa quá rồi, đưa rồi các bạn. Cắt cái bụp đưa xuống. Để dành đọt để cầm cắt ở trong trước. Quá trời đất rớt xuống dưới luôn rồi. Chảy mặt cà le hết luôn rồi. Đây. Mẹ nó bay theo tao tà le luôn nè. Bay bụp bụp vô đầu luôn nè. Chạy đụng nón ra luôn. Chạy nha các bạn. Chết quá chết rồi. Nhiều ngon nha. Chảy mặt tè ha chú hút. Quay quay lên rõ rõ. Chết. Lỗ tai nè. Ê nó còn bay tùm lum đó nè. Mày quay rõ rõ cơ. Quay lại. Ai quất vô lỗ tai mấy dít rồi, quá dít rồi. Ui à, ui nó quá. Còn mà sao cái ngay tay này nhức ghê ta. Ờ quá trời lên đầu nè. Ba bốn con luôn. Chim không trên á.
Sao mà không đội nón lên? Đội nón đó bây giờ chết luôn. Còn mấy con bay nữa. Má cây nó rung quá mình không dám đứng. Nè nè. Cầm đi cầm đi. Trời ơi nó chết nát bấy rồi bà con ơi. Ngá đào. Lên gặp cây nó rung á. Mình không dám đứng thẳng nữa. Trời ơi là trời ạ. Nó cắn quá cắn. Mình tắt nha. Trên nát cái đầu rồi, nhức cái lỗ tai.